Chào mừng các bạn đến với kênh Sadek TV. Mời các bạn nghe bản tin bắt quả tang đôi nam nữ mang ma túy vào nhà nghỉ. Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Công an thành phố Sadek tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngô Thanh Phong sinh năm 1990, ngụ khóm 3 phường 3 thành phố Sadek và Võ Thị Mỹ Duyên sinh năm 2002, đang tạm trú tại khóm 1 phường 3 thành phố Sadek để điều tra xử lý về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2020, kiểm tra tại một nhà nghỉ thuộc khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sadek, Công an thành phố Sadek bắt quả tang hai đối tượng này có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 3 bịch ni lông có chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá, một nỏ dùng để sử dụng ma túy, 2 cây kéo và 4 điện thoại di động. Qua làm việc bước đầu, các đối tượng này khai nhận chất tinh thể màu trắng trên là ma túy. Hiện cơ quan công an đang trưng cầu giám định số ma túy nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.